Dạ, Đinh Lan xin kính chào khán giả xem kênh Lan Đinh và Đinh Lan à, và xin kính chào những khán giả mà ủng hộ những cái kênh chính nghĩa phản biện và Nguyễn Phương Hằng. Hôm nay Đinh Lan báo một tin vui về kết quả của cái phiên tòa diễn ra của Mai Xuân Cường trong cái vụ cưỡng đoạt tài sản 2 triệu đồng của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì kết quả là sau mấy tiếng xét xử ban đầu thì bà Nguyễn Phương Hằng tới thì giống như quý phi gì đó, đi vô trong đó rồi bắt đầu không đeo khẩu trang vô và đứng trên sân tòa la lối ầm sòm là phải không xử lý Đinh Lan thì bà sẽ kêu hoãn phiên tòa, nhưng mà cán bộ tòa án làm vẫn buộc phải vô trong tòa án để xử cái vụ án này, vì bà là người bị hại mà, bà là người tố cáo mà. Cho nên là khi đi vô trong phiên tòa xử thì kết quả cuối cùng đó là Mai Xuân Cường 1 năm tù treo, 2 năm thử thách phóng thích tại tòa. Như vậy việc như vậy thì đã củng cố hồ sơ để chuyển qua bên công an tỉnh Bình Dương về việc rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng thủ đoạn đê hèn phạm tội vu khống và làm nhục người khác, làm nhục Đinh Thị Lan, chủ mưu trong vụ bắt cóc bé Huỳnh Hằng Vũ với trị giá là 2 triệu đồng. Thì bây giờ phiên tòa Mai Xuân Cường, Đinh Lan không đi, vì Đinh Lan là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, thì Đinh Lan đã gửi cái thư lên tòa án và gửi cho thư ký tòa án, gửi cho chánh án thẩm phán về việc rằng về quyền lợi. Thì tôi thấy là trong cái vụ án Mai Xuân Cường theo điều 170 bộ luật hình sự trong vụ cưỡng đoạt tài sản, thì tôi thấy tôi không có quyền lợi gì trong cái việc này cả. Thứ nhất là tôi không có quyền lợi về nghĩa vụ, thì tôi không vi phạm về cái điều gì, không xâm phạm lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Phương Hằng trong cái vụ án này, tôi cũng không có nghĩa vụ. Cái thứ ba nữa là tôi chuẩn bị kết hôn cho nên tôi rất là bận rộn, tôi không thể tham gia phiên tòa được. Rồi thiết nghĩ về việc rằng không có sự xuất hiện của tôi tại phiên tòa không hề làm ảnh hưởng gì tới cái việc xét xử phiên tòa. Đó là tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã chấp nhận cái yêu cầu Đinh Lan là xử không có Đinh Lan. Đó, hôm nay là một cái vụ án chấn động cho nên là hàng hơn 100 YouTuber đã ở cửa tòa và tấn công một YouTuber tên là Quốc Bảo, YouTuber ở Việt Nam, tấn công đánh anh ta vì dám lên trên mạng để phản biện. Cho nên là hôm nay ở dưới phiên tòa thì không, những cái người mà phản biện là bà Nguyễn Phương Hằng không ai dám đi hết, chỉ ngoài là những cái người mà của bên phía fan của bà Nguyễn Phương Hằng thôi. Cho nên là Đinh Lan không đi là vì sao? Thứ nhất là tình hình dịch bệnh chính trị địa phương rất là phức tạp, Đinh Lan không có việc gì phải đi. Rõ ràng Đinh Lan không liên quan là không liên quan, tại với tất cả những tình tiết vụ án thì Đinh Lan chả có gì mà liên quan cả. Bà Hằng bấm gai Đinh Lan vào để mà trong vụ án này, nhưng mà thực sự bà gài không được. Bà có thể đưa ông Thình, ông Đỗ Đạt Giang là trong cái đàn em của Nam Cam á vào tù, bà đưa cái ông Thái người. Thực sự là bà Hằng không hề đi Canada một ngày nào. Bà đưa ông Thái là một cái ông bán đồ lạch son, bà sợ ở đường nhà ở đường Nhân Bánh, bà đưa ông đó vô tù rồi, sanh cho bà 2 đứa con trai nha, bà sanh cho ông Thái 2 đứa con trai rồi bà cũng tống người ta vô tù. Cái xong sau đó bà sống với một cái ông nữa khác, một ông khác nhưng mà Đinh Lan không có tiện nói tên ra. Kế đó sống với Đỗ Đạt Giang không có con, xong sống với ông Thình sanh một đứa bé gái, rồi sống ông Dũng Lò Vôi sanh một đứa bé trai. Cho nên ông Thái vô tù, bà đưa Đỗ Đạt Giang vô tù, bà đưa Trần Văn Thình vô tù, bây giờ tới Dũng Lò Vôi chuẩn bị ha. Ok, Quốc Bảo điện thôi được rồi, để làm xong clip để trả lời Quốc Bảo sau. Cho nên là bây giờ báo tin vui cho bà con nha, là vụ án Mai Xuân Cường đã khép lại, là tuyên án 1 năm tù treo, phóng thích tại tòa, 2 năm thử thách. Đinh Lan hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án Mai Xuân Cường, thì bà Hằng sẽ có tội về tội vu khống, dùng thủ đoạn đê hèn để tống Đinh Thị Lan vào tù trong vụ án Mai Xuân Cường theo điều 155, 156 bộ luật hình sự. Báo tin vui cho bà con chị ha. Tiếp là bây giờ là công an tỉnh Bình Dương sẽ kết thúc cái điều tra để khởi tố bà Hằng về tội vu khống. 6 người: Đức Hiển, nhà báo Đức Hiển, Hằng Ni, Đinh Thị Lan, Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Điền Quân và Khương Dừa. 6 người nha. Vụ án chuẩn bị sau này là những cái xét xử của chính phủ vào là nô nức lòng dân, chắc chắn cái ác sẽ được trừng trị, chúng ta sẽ ăn Tết vui vẻ. Dạ, Đinh Lan rất là vui, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cảm ơn anh Nam Quang, chết đi đây.